Anh cho em hỏi cái ví dụ như là chị Hồng Loan không phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng mà được sân khấu ca nhạc cộng đồng mời, thì mình có suy nghĩ đắn đo về vấn đề đó không? Nói giống như là có sợ không đó? Nói chung là đã là con nhà nòi rồi. Dạ, Tài xin chào quý cô chú anh chị và các bạn quay trở lại với kênh của Tài 66 Vlog nha. Tối thứ bảy ngày 16 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc cộng đồng số 12B được cách mạng tháng 8 quận 1. Đơn vị tài trợ chương trình Erotirus kết hài lòng nỗi yêu thương âm thanh ánh sáng bên ngũ tài. Giá vé đồng hạng 150.000 đồng, ngoài ra còn có vé VIP. Quý vị khán giả có thể mua vé qua số điện thoại 0923 338 388. Sân khấu ca nhạc cộng đồng kính mời quý vị khán giả đón xem. Công ty giải trí Phạm An và sân khấu ca nhạc cộng đồng hân hạnh giới thiệu chương trình ca nhạc hài kịch đặc biệt với chủ đề Nghĩ về cha. Chương trình được diễn ra vào lúc 20 giờ tối thứ bảy ngày 16 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc cộng đồng, với sự giao lưu gặp gỡ của Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và các khách mời đặc biệt năm danh hài Bảo Trung, ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quán quân chương trình Sao Nối Ngôi nữ nghệ sĩ Bình Tinh, ngôi sao ca nhạc Lâm Hùng, ngôi sao ca nhạc Chu Biên, ngôi sao ca nhạc Khánh Bình, ca sĩ chị Biên Ảnh Linh Tý, con trai của nghệ sĩ cải lương Linh Tâm, diễn viên Mai Ca, con gái của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, thiên thần Bolero tiếng hát ngọt ngào ca sĩ Quỳnh Trang, cùng với sự góp mặt của nhóm hài Lê Quốc Nam, Mua Bàn. Chương trình được diễn ra một tuần tiếp vào lúc 20 giờ tối thứ bảy ngày 16 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc cộng đồng số 12B được cách mạng tháng 8 quận 1. Đơn vị tài trợ chương trình Erotirus kết hài lòng nỗi yêu thương âm thanh ánh sáng tên hữu tài. Giá vé đồng hạng 150.000 đồng, ngoài ra còn có vé VIP. Quý vị khán giả có thể mua vé qua số điện thoại 0923 338 388. Sân khấu ca nhạc cộng đồng kính mời quý vị khán giả đón xem. Công ty giải trí Phạm An và sân khấu ca nhạc cộng đồng hân hạnh giới thiệu chương trình ca nhạc hài kịch đặc biệt với chủ đề Nghĩ về cha. Chương trình được diễn ra vào lúc 20 giờ tối thứ bảy ngày 16 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc cộng đồng, với sự giao lưu gặp gỡ của Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và các khách mời đặc biệt năm danh hài Bảo Trung, ngôi sao sân khấu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quán quân chương trình Sao Nối Ngôi nữ nghệ sĩ Bình Tinh, ngôi sao ca nhạc Lâm Hùng, ngôi sao ca nhạc Chu Biên, ngôi sao ca nhạc Khánh Bình, ca sĩ diễn viên ảnh Linh Tý, con trai của nghệ sĩ cải lương Linh Tâm, diễn viên Mai Ca, con gái của nghệ sĩ ưu tú Kim Tử Long, thiên thần Bolero tiếng hát ngọt ngào ca sĩ Bình Trang, cùng với sự góp mặt của nhóm hài Lê Quốc Nam, Mua Bàn. Chương trình được diễn ra một tuần tiếp vào lúc 20 giờ tối thứ bảy ngày 16 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc cộng đồng số 12B được cách mạng tháng 8 quận 1. Đơn vị tài trợ chương trình Erotirus kết hài lòng nỗi yêu thương âm thanh ánh sáng tên hữu tài. Giá vé đồng hạng 150.000 đồng, ngoài ra còn có vé VIP. Quý vị khán giả có thể mua vé qua số điện thoại 0923 338 388. Sân khấu ca nhạc cộng đồng kính mời quý vị khán giả đón xem. Nghệ sĩ Bình Tinh, ngôi sao ca nhạc Lâm Hùng, ngôi sao ca nhạc Chu Biên, ngôi sao ca nhạc Khánh Bình. Dạ, xin chào cô chú anh chị và các bạn ha. Hiện tại thì em tới phòng vé của sân khấu ca nhạc cộng đồng rồi nè cả nhà. Em mới vừa mượn được cái bản đồ sắp xếp các ghế ở trong sân khấu ca nhạc á. Thì hiện tại em thấy là những cái mà đánh dấu ít á, là bà con cô bác của mình á, là khán giả đã mua rồi. Còn những chỗ mà chưa đánh dấu á, là vẫn còn trống ha. Như là cái hàng ghế VIP 400 nè, chỉ còn lại có 6 ghế thôi nè. Còn 300, 350 á, thì còn lại tương đối cũng ít nè ha. 300 thì nó cũng ít nữa nè. Đó, 250 thì cũng còn rất là ít ha. Còn phía bên đây á, thì cô chú anh chị thấy là giá nó cũng 300, 350 nè. Cũng còn một ít ghế thôi. Cô chú anh chị mình tranh thủ ha. Ngày hôm nay là ngày 15 rồi. Ngày mai là ngày 16 thì lúc 8 giờ. 8 giờ tối ngày 16 thì cô chú anh chị mình sẽ được tham gia cũng như là xem cái chương trình có sự góp mặt của chị Hồng Loan, con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Còn phía dưới đây á, cô chú anh chị, đây là giá vé 150.000 ha. Nó có nhiều giá ha. Đây là giá VIP nè. Giá 350, 300, 250 nè. 200 nó và 150.000 thì phía dưới đây nó không có số ghế nha cả nhà. Những vé còn lại thì nó có số ghế nè. Đó. Bây giờ cô chú anh chị mình nghe mấy anh ở nhân viên phòng vé chia sẻ ha. Chào anh ha. Dạ, em là YouTuber ha. Là để chia sẻ và cũng như là ủng hộ tất cả các anh chị nghệ sĩ luôn, và trong đó thì có chị Hồng Loan, con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh. Đó, thì anh cho em hỏi một xíu là dạo gần đây á, thì khán giả đến với phòng vé của mình á,
thì hỏi thăm khán giả, hỏi thăm về nghệ sĩ, yêu thương về các anh chị nghệ sĩ. Nhưng mà có ai hỏi về chị Hồng Loan nhiều không anh? À, nói chung là Hồng Loan thì cũng được rất là nhiều người yêu thương. Thì cái kế hoạch này thật sự là tụi mình đã định làm trước Tết rồi, nhưng mà do thời gian tụi mình không kịp. Nên tụi mình mới là giờ qua Tết mình làm cho thời gian nó thoải mái hơn. Và thật sự là cũng may mắn là khi mời được Hồng Loan, thì Hồng Loan nhận lời tham gia chương trình của mình. Và thật sự là khán giả rất là ủng hộ khi mà trường quảng cáo lên rất là nhiều người hỏi. Và muốn là có hỏi Hồng Loan có thật là có Hồng Loan diễn hay không. Họ cũng sợ. Nhưng mà chắc chắn là có Hồng Loan diễn. Cùng với tất cả anh em nghệ sĩ có một đêm diễn ngày 16 tháng 3 tại sân khấu Bây Giờ Cộng Đồng 12 bên các bạn ta. Nói chung là khán giả thì rất là nhiều. Cứ là hỏi là có Hồng Loan không, có Hồng Loan không. Còn bé mình vẫn là dạ có, tại họ cũng rất là sợ. Là không biết là mình cứ quảng cáo là cái thật hay là như thế nào thôi. Thì đó, thì nói chung là từ lúc mà 9 tháng 3 bán vé tới bây giờ thì thật sự là bán cũng rất là nhiều vé. Rất là nhiều vé. Mà được cái là cứ đến là hỏi có Hồng Loan không, Hồng Loan không thôi. Người ta gọi về cái phòng vé mình hả? Nói chung là gọi liên tục. Gọi liên tục, tôi hỏi có Hồng Loan hay không? Đúng rồi, nói chung là Hồng Loan cũng thực sự của khán giả mình. Mọi người biết cái chương trình này qua cái kênh truyền thông nào hay là như thế nào? Nói chung là mình cũng vừa đăng Facebook nè. Họ cũng có trang của Hồng Loan cũng đăng. Trang của Linh Tý cũng đăng, tất cả anh em nghệ sĩ tham gia trong chương trình này chúng mình đều hỗ trợ mình đăng để quảng cáo chương trình cho mình. Mình có cái trang riêng của sân khấu Chống Đồng luôn đó. Đó luôn, sân khấu Chống Đồng mình có trang riêng của sân khấu luôn. Sân khấu cũng đăng lên. Anh cho em hỏi cái ví dụ như là chị Hồng Loan không phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, nhưng mà được sân khấu ca nhạc Cộng Đồng mời thì mình có suy nghĩ đắn đo về vấn đề đó không? Nói giống như là có sợ không đó? Nói chung là đã là con nhà nòi rồi thì theo quy nghĩ là họ cũng có thực sự là cái bản lĩnh sân khấu họ cũng có. Có nghĩa là họ cũng đã từng có máu cái bắn. Dạ, cái gen người cha. Dạ đúng rồi. Thì quy nghĩ không, cái chuyện đó không sao hết. Người ta đã đến đây có Hồng Loan thì tất nhiên là Hồng Loan khi bước lên sân khấu lớn thì cũng rất là rung, tất nhiên ai cũng vậy. Dạ đúng rồi. Lần đầu tiên mà bước lên sân khấu thì cũng rất là rung. Dạ, với 200. Thì nói chung là cũng được sự hỗ trợ của anh em rất là nhiều. Dạ. Và trong đó có Liên Tý nè, trong đó có anh Vũ Cưng nè. Dạ. Có Bình Tinh nè. Dạ. Cũng là hỗ trợ cho Hồng Loan trong đêm nhạc ngày 16 tháng 3. Dạ. Vậy là tính ra đó là chị Hồng Loan là lần đầu tiên. Dạ, hát tại sân khấu Chống Đồng và cũng như là lần đầu tiên hát trên sân khấu lớn như vậy. Dạ đúng rồi. Dạ. Thì đó thì ban tổ chức cũng phối hợp cho anh em trong chương trình để hỗ trợ cho Hồng Loan tốt nhất trong đêm ngày 16 tháng 3. Mình có tiết lộ chút xíu nhỏ thôi. Chị Hồng Loan có diễn bao nhiêu tiết mục không? Tiết mục thì bây giờ tụi Huy đang đăng lên để cho bên ekip của Hồng Loan sắp xếp xong sẽ báo cho mình. Dạ. Có nghĩa là tiết mục bây giờ mình chưa có hát được. Chưa tiết lộ được ha. Đúng rồi, bây giờ bà con có phần song ca với tất cả anh em nữa. Có song ca nữa. Có song ca để đơn ca song ca luôn. Đúng rồi. Dạ. Thì giờ bên đây đang sắp xếp hai bên để cho tài thuận lại một trình một tiết mục đặc biệt cho Hồng Loan khi xuất hiện tại. Dạ. Vậy là phải nhiều bài lắm rồi, vừa có đơn ca vừa có song ca. Dạ đúng rồi. Cảm ơn anh đã chia sẻ rất là nhiệt tình ha. Và cũng như là không riêng gì vì chị Hồng Loan mà tất cả các anh chị nghệ sĩ khác và mọi người cũng rất là ủng hộ trong cái chương trình đặc biệt này. Mà em thấy là mọi người cũng rất là yêu mến anh Hai Vũ Luân nè, chị Ba Bình Tinh, anh Linh Tý, chị Mai Ca, anh Lâm Hùng, ca sĩ Lâm Hùng và nhiều ca sĩ khác nữa. Nói chung là cái xuất diễn này em thấy rất là hay và nhiều ca sĩ được yêu mến trong hiện nay. Nhưng mà đặc biệt là có chị Hồng Loan, là không phải là một nghệ sĩ chuyên nghiệp nhưng mà hôm nay thì gọi là đứng trên sân khấu Chống Đồng phải nói là một cái giống như một cái làn sóng được mọi người tìm hiểu tới, biết qua những thông tin mạng xã hội và cũng như những cái kênh YouTube như tụi em quay như thế này. Thật sự anh chia sẻ rất là hay, cảm ơn anh ha. Và cũng như là giúp cho cái sân khấu Chống Đồng của mình được càng phát triển nhiều hơn, được bà con cô bác biết nhiều hơn và mua vé nhiều hơn ha. Hy vọng là ngày 16 tháng 3 sắp tới đây thì sẽ là không còn ghế nào. Cảm ơn anh. Rồi, cảm ơn anh. Dạ. Dương Cần Giờ, dạ. Long An, người ta cũng gọi lên. Gọi lên. Mua vé mình chuyển về luôn hay sao anh? Mình bán online. Bán online. Mình nhận chứng khoán rồi mình sẽ chụp hình vé mình gửi qua. Dạ. Rồi người ta chụp hình ảnh đấy, người ta vào. Dạ. Rồi, cảm ơn anh ha. Để chia sẻ lại một lần nữa cho khán giả biết nè. Đây là số điện thoại, hai số này là số nào gọi cũng được ha anh ha. Nói cô chú anh chị, em chia sẻ rất là nhiều cái số điện thoại rồi.
Đó, về chủ đề hôm nay á, là chủ đề ngày 16 tháng 3 là chủ đề nghỉ về cha. Chắc chắn là em tin chắc rằng á, là bác Năm, cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh sẽ rất là vui vào cái ngày hôm đó. Rồi, em cảm ơn hai anh đã chia sẻ rất là nhiệt tình của mình nha. Hiện tại thì Tài đang có mặt tại đường Cách Mạng Tháng 8 quận Nhất cả nhà. Ở hướng xa xa đó là cô chú anh chị mình đang thấy, đó là ngã tư của Nguyễn Thị Minh Khai và Cách Mạng Tháng 8. Phía bên đây á, là đường Bùi Thị Xuân. Phía bên tay trái của chú anh chị mình thấy á, cái chỗ tòa nhà, cái chỗ cà phê cả nhà, cà phê Trung Nguyên đó, đó là đường Bùi Thị Xuân, đó là quận Nhất hay cả nhà. Em đang có mặt ở đây để chia sẻ cho quý cô chú anh chị và các bạn mình, cũng như là cập nhật tình hình sáng hôm nay ngày 15 tháng 3 năm 2024 về sân khấu ca nhạc Cánh Đồng. Cô chú anh chị mình sáng nay á, thì đi mua vé cũng khá là nhiều quý cô chú anh chị, cũng như là sân khấu ca nhạc Cánh Đồng á, luôn luôn phát loa để cho bà con cô biết, cô bác mình biết á, là sân khấu ca nhạc Cánh Đồng vào lúc 20 giờ ngày 16 tháng 3 sẽ có một sự kiện đặc biệt, đó là có sự tham gia của chị Hồng Loan, con của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh nè. Đó, khi mà cô chú anh chị mình đến đây á, để xem ca nhạc á, thì chỗ này cả nhà mình nhớ nha, kế bên sân khấu có một cái nơi giữ xe, nơi giữ xe ha, cô chú anh chị mình có thể đi vào bên trong này nè, gửi xe ha quý cô chú anh chị. Đó. Những cái bản poster của chị Hồng Loan được dán lên ở bên đây, là có mình anh chị Hồng Loan nè cả nhà, với chủ đề là nghỉ về cha. Rồi, phòng vé thì được mở cửa bán vào 9 giờ sáng và 10 giờ tối hàng ngày nha quý cô chú anh chị. Sáng hôm nay thì tình hình kẹt xe rất là nhiều ha. Đây là những cái bản poster ở phía sân khấu ca nhạc Cánh Đồng. Công ty giải trí Tạm Nghi và sân khấu ca nhạc Cánh Đồng hân hạnh giới thiệu chương trình ca nhạc hài kịch đặc biệt với chủ đề nghỉ về cha. Chương trình được diễn ra vào lúc 20 giờ tối thứ bảy ngày 16 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc Cánh Đồng. Với sự giao lưu gặp gỡ của Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, và các khách mời đặc biệt Nam Thiên Hải, Bảo Trung, cô sư sân khấu nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quán quân chương trình Sao Hỡi Ôi của nghệ sĩ Hoàng Tân, ngôi sao ca nhạc Lâm Hồng, ngôi sao ca nhạc Trung Nguyên, ngôi sao ca nhạc Khánh Bình, ca sĩ Đức Ngạn Linh Tỷ, con trai của nghệ sĩ Hoàng Tân. Đây là số điện thoại của cô chú anh chị. Số điện thoại cô chú anh chị mình có thể mua vé khi mà mình không có đến trực tiếp tại sân khấu ca nhạc Cánh Đồng mua được á, thì mình có thể gọi qua số điện thoại là 0923338388 hoặc là số 0933389579 để liên hệ với nhân viên phòng vé và mình mua vé ha. Nhân viên sẽ giao vé trực tiếp tới nhà của mình luôn, không có tốn phí ship ha, chỉ tốn tiền vé thôi. Vé đồng hạng thì 150.000 đồng, ngoài ra thì có vé VIP nữa cả nhà, vé 400, 350, 200, 250 và 200, đó, vé cuối cùng là 150.000 ha. Vào lúc 20 giờ thứ bảy ngày 16 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc Cánh Đồng ở số 12B đường Cách Mạng Tháng 8 phường Bến Thành quận Nhất. Đây cả nhà, kế bên là đường Nguyễn Du ha. Phía xa xa bên kia là dòng xe Phù Đổng á quý cô chú anh chị, ở quận Nhất, phường Bến Thành quận Nhất ha. Đây cô chú anh chị mình thấy những cái viên gạch, viên đá mà ở dưới phía dưới đây không ạ, là do của một chú giống như là fan yêu thương nghệ sĩ cả nhà. Thấy gió nó bay phấp phới hoài à, rồi chú mới dùng đá để cố định nó lại để cho nó đừng có bay ra ngoài nó. Cả nhà thấy không, cái bảng poster thì chương trình ngày 20 giờ thứ bảy ngày 16 tháng 3 thì có như là chị Hồng Loan, con gái của cố nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, với chủ đề nghỉ về cha, nghệ sĩ ưu tú Vũ Linh, quán quân Sao Nói Ngôi Bình Tinh, diễn viên Danh Hài Linh Tý, con của bác Linh Tâm, ca sĩ Bolero Quỳnh Trang, Phu Hoàng, cặp đôi song ca Bolero rất là hay đó, Phú Quý và Kim Hoa đúng không cô chú anh chị. Bên cạnh đó thì có Danh Hài Bảo Trung, Danh Hài Lê Quốc Nam, ca sĩ Lâm Hồng. Nói về ca sĩ Lâm Hồng thì cô chú anh chị mình cũng biết rồi ha, phải nói là được bác Năm giúp đỡ rất là nhiều. Hôm nay thì ngày 16 thì cũng có ca sĩ Lâm Hồng, ca sĩ hai giọng đó là Khánh Bình, Chu Bin,
đó, và nhiều nghệ sĩ khác. Bên cạnh đó thì có chị Mai Ca, con của nghệ sĩ ưu tú Vũ Kim Tử Long. Cùng với sự góp mặt của nhóm hàng Lê Quốc Nam, Vua Vàng, chương trình được diễn ra một tiếng vết vào lúc 20 giờ tối thứ bảy ngày 16 tháng 3 tại sân khấu ca nhạc cộng đồng số 12B ở cách mạng tháng 8 quận 1. Đơn vị tài trợ chương trình LT Group kết hài lòng nỗi yên thương âm thanh ánh sáng tân hữu đại. Giá vé đồng hàng 150.000 đồng, ngoài ra còn có vé vét. Quý vị khán giả có thể mua vé qua số điện thoại 0923 338 388. Khi mà cô chú anh chị mình đến đây á, vào để xem ca nhạc á, thì mình đi thẳng vào đây ha. Trong đây thì cô chú anh chị mình cứ yên tâm là sẽ có toilet ha cả nhà. Có phòng toilet nam và toilet nữ, cô chú anh chị mình cứ yên tâm ha. Để mình khi mà mình đi vệ sinh thì em chia sẻ luôn. Khi bước vào á, thì mình thấy đây là cái toilet nam và toilet nữ nằm ở đây. Khi mà chương trình diễn ra thì sẽ được mở bên toilet nữ ha. Hiện tại thì toilet nam được mở đây nè cả nhà. Đây chính là những hàng ghế, những hàng ghế bên trong. Em chia sẻ cho quý cô chú anh chị mình được biết luôn ha. Đây là những hàng ghế nè cả nhà. Nó có số thứ tự trên ghế ha. Khi mà mình mua vé đó thì nó sẽ có số thứ tự trên vé. Lúc đó thì mình sẽ tìm đến cái ghế của mình. Hiện tại thì sân khấu thì ngoài trời thì nó như vậy đó cả nhà. Đó, nó có số ghế ở trên ha. Cái sức chứa rất là nhiều ha cả nhà, rất là lớn luôn. Em nghe nói là tới mấy ngàn luôn á cả nhà. Mấy ngàn khán giả luôn á. Đó. Đây là số thứ tự nè. Cả nhà thấy không? Rất là rộng ha. Rộng lớn luôn cả nhà. Bao la bát ngát luôn ha. Có phía giữa và hai bên cánh gà. Nhưng mà ghế nào cũng vậy ha, ghế nào cũng sáng, cũng đẹp và nhìn thấy rất là rõ. Những hàng ghế trước thì cô chú anh chị mình thấy gần hơn, những hàng ghế sau thì mình cũng thấy nha cả nhà, chứ không có, nó không có chị bị che khuất tầm nhìn đâu. Cô chú anh chị mình cứ yên tâm, ghế nào cũng được ha. Đó, thôi thì có lẽ là em xin phép tạm dừng cái video này ở đây. Hẹn quý cô chú anh chị và các bạn mình ở video tiếp theo, và cũng như hẹn cô chú anh chị mình chúng ta vào ngày 16 tháng 3, tức là ngày mai lúc 8 giờ tối ha, sẽ gặp nhau tại sân khấu ca nhạc Trống Đồng số 12B đường cách mạng tháng 8, phường Bến Thành, quận Nhất ha cả nhà ha.